là một cái xe mà ví dụ như anh em nào mà ở xa ở gấp á, mà muốn mà ở lại chờ á, thì anh em nên dự phòng cái trường hợp là khi mình làm xong cái xe mình nó có bị trục trặc hay không. Thì ví dụ như cái xe này ráp, bất cứ xe nào cũng vậy, anh em đừng có quan tâm là mình làm bao nhiêu tiền, mà mình phải quan tâm là người thợ làm người ta bị giật như thế nào, bị hành như thế nào. Thì trong lúc mình đang quay gì là cái xe đang nổ đó các bạn. Rồi đây mình đang ngồi gì nha, mình ngồi cái chỗ này cho các bạn nghe trước, cái xe nó đang nổ nè, và cuối cùng cái xe này á, các bạn có thể thấy là nó rất là giật. Cho nên là nhiều người ở tỉnh ấy, người ta lên là người ta sẽ hỏi cái vấn đề là làm một cái xe vậy mất bao nhiêu lâu. Thì người ta đa số người ta đều muốn một cái xe làm lấy liền về trong ngày. Thôi chào 500 em YouTube, thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với 500 em YouTube là chuyên mục bảo trì Exciter 135 khi mà đi lâu. Thì xe này á, là chạy 122.000 cây. Thì bây giờ là đi lâu mình bảo trì những cái gì. Thì bây giờ đầu tiên về phần máy á nè, nói chung là không êm, nó bị xào, nó hú và nó chích nữa. Nó chích đó là do cái bơm nước á các bạn, nó chích. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình làm máy. Cái giá tiền mình làm máy á, là 12 triệu. Giá tiền mình làm cổ phụ kiện 3 trước sau là từ 900 cho tới 1.8 triệu. Anh này anh thay luôn nhông sơn dĩ tay quân điển là 1.6 triệu. Và anh nhờ cắt hết mấy cái bát gấp này giùm ảnh luôn. Đó là giống như mấy cái xe mình hay làm đó. Thì trước khi vô mình nhận xe mình sẽ báo giá tiền. Anh em nào mà đồng ý với cái giá tiền á thì mới bắt đầu mình chẻ mình làm. Anh em nào á mà mình đã báo giá tiền rồi mà tới lúc mà mình chỉ ra nói em không đủ tiền á, thì anh em làm ơn là kêu xe ba gác tới chở nguyên xe anh em về chứ em không ráp vô lại. Cái đó là hồi xưa giờ và em làm á lại không ghi bill quần què gì hết. Máy em nhận khoảng 12 triệu. Rồi ví dụ như mà làm cái gì riêng em sẽ tính riêng, ví dụ như làm cổ phụ kiện 3 thì em sẽ tính riêng, nhâm sinh dĩ em tính riêng, dây ga dây thắng tính riêng, còn phần máy em luôn nhận khoán đó. Ví dụ xe này cũng vậy, xe này là dưới biển số 84 người ta gửi lên cho em nè. Rồi vậy chào 500 em YouTube, em tiến hành em mở ha. Rồi thì giờ là mình bắt đầu mình gỡ này ra. Thì giờ cái vấn đề này là vấn đề mà mình sợ nhất nè, và rất là nhiều người ta làm là vấn đề là kiềng thêm một cái lá sắt vô, kêu là tháp thêm một cái lá sắt vô trong cái nồi á, để mà cái nồi nó bắt hơn hoặc nó ngon, nó không cháy bố. Nhưng cái vấn đề này không phải, bởi vì hiện tại là đồ xịt đó, đồ chơi xịt rất là nhiều rồi, các bạn không có cần làm vấn đề này. Và vấn đề mà nó tuột hay không tuột á thì rất là dễ xử lý đó, cho nên là các bạn đừng có làm cái vấn đề này nha. Làm vấn đề này nó đi không ngon mà nó phá bố hết đồ nữa, và nó cũng hư đồ sẽ khách hết. Nồi UMA cũng có, nồi SUM cũng có, nồi ATE cũng có, nồi gì cũng có hết, 5 lò xo, 4 lò xo, 6 lò xo, đâu cần phải làm gì đâu. Rồi, giờ mình hỏi anh chủ xe thử là anh muốn làm cái gì như thế nào, bắt đầu mình làm cho anh. Các bạn coi xe nó gãy sùng, gãy 3 khúc lận. Cho nên là xe nó kêu rất là nhiều ha. Một cái xe á, có nhiều người ta nói cái xe là cái xe này đi lòng đóng luôn nha. Bê tông đóng luôn cho sấy là luôn chứ không phải là xài bê tông hãng lòng hãng nha. Đây trái này là không phải là trái nén đâu nha, không phải trái lòng chiến đâu, trái này trái thay vô nè, trái này là trái lô nè đó. Mình quay rất là kỹ cho anh em thôi, rồi vô sáng cái ra mở tiếp. Rồi giờ là bắt đầu em gỡ ra nè. Đầu tiên là em sẽ kiểm, là em kiểm cái dên này là chưa chỉ. Bắt đầu em sẽ qua em kiểm bộ số. Thì bộ số ở đây á, mình sẽ coi là nó có khuyết nhông nào, nó có dập nhông nào hay không. Nếu mà bộ số còn ok là mình sẽ không thay, nếu mà bộ số không ok là mình sẽ thay. Rồi chết mẹ, là lửa này lửa gì vậy, lửa xe tăng hay lửa gì rồi, đồ má chết tôi rồi. Lửa này là chiếc keo chống cháy chống xét gì luôn rồi. Lốc máy nè, bụng giữa chưa trẻ nè, đen thui nè, lấy mình phải rửa nè, đầu nè, bích tông luôn rồi, đầu tà đầu hai chú bắp. Rồi xong giờ nồi mình sẽ thay đó. Đồ đây bắt đầu quan trọng là khi mà đã mà phải kiểm kỹ thì mình ráp lại nó mới ok, nó mới ngon được ha. Rồi thì giờ là mình sẽ thay nhông sinh dĩ tay quân điển vô xe này ha. Bây giờ khi mình tháo ra thì mình thấy mặt đèn bể nè, thì mình phải báo chủ xe đồng ý thay mình sẽ thay, còn chủ xe không đồng ý thay mình sẽ không thay đó, rất là rõ ràng ha. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ mình đã vệ sinh sạch sẽ phần máy này,
mình sẽ soạn đồ đáp cho cái xe xe 35 này cho mọi người cùng coi luôn. Thì ở đây đầu tiên về phần lốp máy thì em chai camera rửa rất là sạch, các bạn có thể nó thấy là đóng một lớp bùn đất á, rất là cay đắng. Bây giờ em chai camera cũng rửa sạch sẽ hết, em chai có đi qua bình thường đó nè, quay trong nãy nó nói là rửa mà rửa bằng cọ không ra luôn, phải lấy bàn chải sắt chà, rửa sạch sẽ hết rồi đầu em sẽ thay mặt đạn. Em thay mặt đạn mới vô đây đó, em thay mặt đạn John, thay mặt đạn số, thay mặt đạn máy, thay full hết, thay mặt đạn cam luôn. Đây các bạn có thể coi là nguyên về mặt đạn cũ này của người ta nè, nó xét mà nó xét ghê gớm rất là nhiều đó. Mặt đạn cam luôn em cũng thay luôn, cam này không lột em không thay, em thay mặt đạn cam mới. Rồi em sẽ sâu lại nguyên đống mặt đạn này em trả cho người ta. Rồi chờ em chút, em sẽ quay từng giai đoạn. Đỡ quá, đang quay phim, muốn lên, muốn mấy đạo diễn mời đi đóng phim phải không? Cho lên luôn. Rồi xong, giờ mặt đạn em thay xong thì bộ số mình kiểm tra rồi, không hư đúng không? Qua John, John thì ở đây em sử dụng là tay John FTP cho Exeter 4 số. Tay John là tay John Vinh luôn ha. Đó, đây John FTP cho Exeter 4 số. Rồi xong, qua phần bên bộ lửa thì mình sẽ thay một sợi sinh cam cũ bằng một sợi sinh cam mới chính hãng. Rồi sau khi thay sinh cam xong á thì mình sẽ qua bộ nồi. Nồi ở đây á, là mình sẽ thay một cái chuồng heo mới. Thì sau này mình cũng bật mí 500 anh em luôn là đồ mua thì nó hơi mắc một chút, nhưng mà nó sẽ hiệu quả anh em à. Nếu mà anh em nào kỹ hoặc là đối với những cái xe quá lâu á, mình kỹ á, mình chơi vậy là hết bài hết thuốc luôn á. Khi mà mình cái này chắc ít người người ta chia sẻ, nhưng mà mình chia sẻ luôn. Khi anh em thay mũ chuồng heo mới vậy nè, thì cái này nói thẳng nó là cái nhông nồi. Nếu mà một cái mới và một cái cũ thì một cái răng á, là còn sớ, cái răng là hết sớ, nó rất là bóng thì nó sẽ bị hú. Thì tốt nhất á là mình sẽ thay luôn cái nhông luôn. Và cái nhông này rất là mắc, nó là mắc in Thái Lan nè. Đó nè, nhông Thái Lan thì trong bịch này nè của Thái. Thì mình sẽ thay một cặp nhông này thì nó mới êm ái được lận. Là nếu mà đúng nhông hú là nó sẽ một cặp gì nè, Exeter có hú đối với những cái xe đi quá lâu năm á. Rồi mặt nhôm của cái chủ xe thì đang sử dụng là mặt nhôm công nghệ, mình sẽ ghe lại giờ một cặp mặt nhôm khác đi, nhưng mà sẽ canh năm lá bố, vẫn canh năm lá bố. Này là Vinh nha, Vinh nhưng mà không có vớt không gì hết, nhưng mà sẽ canh được năm lá bố. Rồi về phần nồi nè, xong rồi lấy thùng phụ tùng Yamaha vô cho anh luôn nha Toàn. Đó thùng mới giao á. Rồi bắt đầu lá bố lá sắt nè, em sẽ đi là năm lá bố hãng, bốn lá sắt hãng, một cái phốt đầu John bên nồi, phốt đầu John. Những cái phốt này là em chỉ máy là em sẽ thay hết. Một cái lọc nhớ là phần bên nồi. Rồi phần sinh cam á, thì mình sẽ thay một con sùng mới. Thì con sùng này á của chủ xe là nó không gãy, nhưng mà cái con sùng này á, nó bị nứt hoặc là nó bị chai, nó cũng không có êm, cho nên là mình thay con sùng mới vô thì sẽ êm mà nó ấm cái xe hơn. Cái xe nó ấm nó khác, mà cái xe nó êm nó khác hơn. Rồi tiếp đến là về phần lồng. Lồng á thì mình sẽ sử dụng lồng E35. Mình ráp lại xe Vinh mà, mình sẽ thay là lồng bạc, rôn chân hãng, rôn nguyên lát hãng. Đó, và áp bê tông hãng luôn nha. Và đây là phốt giò đạp nguyên combo nè, lồng bạc áp rôn nguyên lát rôn chân phốt. Phốt giò đạp là phốt nào? Phốt giò đạp này của E4 số, E5 số là nó khác nhau. E4 số là cốt nhỏ,
Thì năm số là cút lớn cho nên phối vào đạp này nó cũng khác luôn. Đó là lòng giới thiệu xong rồi. Body lúc nào thay mình cũng đều thay một cái body mới hết. Nãy giờ cái body mới đâu rồi? Đây. Body thay một cái body hãng mới. À, thay bộ phốt bơm nước mới. Về cái đầu á thì giờ quay cho coi nè, đầu ở đây cái đầu đang rất là dơ dãi. Bây giờ mình sẽ xúc rửa sạch sẽ hết luôn ha. Rồi phần đầu mình chà rửa sạch sẽ hết. Rồi mình cái này là mới thay một chút bắp giờ nè. Mình thay chút bắp giờ xong á, rồi bắt đầu mình mới chà rửa, mình vệ sinh nó sạch sẽ hết. Rồi bắt đầu mình mới ráp vô, không thể nào mình ráp một cái xe dơ được. Một cái xe có êm hay không á thì không biết, nhưng mà phải sạch trước đã. Đó là những thứ cơ bản. Ừ, phối số bắp đủ, xài phối số bắp hãng nha, không biết nãy giờ phê chưa nữa. Rồi chào mọi người, giờ tiến hành ráp á. Rồi thì giờ trong quá trình mình làm á, giờ mình ráp lên mình nổ nè. Thì cuồng lửa này chơi công nghệ cuối á, sơn chống xét gì á, đầu nó hú được khỏi nó hú đầu nó kêu đồ á. Rồi bắt đầu mình sẽ gỡ ra, mình thay một cuồng lửa hãng mới. Đúng rồi em trai, full bịch ha, full new luôn. Giờ nó ngon, mình thử nó có hú nó ấy gì được không nha. Chào mọi người nha. Đêm thắp ngọn đèn dầu, 17:43, thay cuồng lửa mới, chưa hết thú luôn, chưa hết êm luôn, căng lắm. Giờ anh David tí em sẽ là người thực hiện, anh David tí em sẽ đổi dĩa đề qua lăng. Này là mình có sẵn mình đổi nha. Những cái đồ mà mình đổi mình không hề tính tiền khách, chừng nào tìm ra bệnh mình mới tính tiền khách nha các bạn. Rồi chào 500 em YouTube. Thì giờ là camera có thể quay sơn vòng cho mọi người cùng coi đi. Bây giờ cái xe ẹt này á là mình đã tiến hành mình ráp xong rồi ha. Thì mình đã chạy thử và chủ xe chạy thử, thì giống như anh em đã chứng kiến á, ráp một cái xe nó không có dễ dàng gì hết. Nó không có lấy này ra luôn, nó không có phải trơn tru ha. Là một cái xe mà ví dụ như anh em nào mà ở xa ở gấp á, mà muốn mà ở lại chờ á, thì anh em nên dự phòng cái trường hợp là khi mình làm xong cái xe mình nó có bị trục trặc hay không. Thì ví dụ như xe này ráp bất cứ xe nào cũng vậy anh em, cái anh em đừng có quan tâm là mình làm bao nhiêu tiền, mà mình phải quan tâm là người thợ làm người ta bị giật như thế nào, bị hành như thế nào. Thì trong lúc mình đang quay vậy là cái xe đang nổ đó các bạn. Rồi đây mình đang ngồi vậy nha, mình ngồi cái chỗ này cho các bạn nghe trước, cái xe nó đang nổ nè. Và cuối cùng cái xe này các bạn có thể thấy là nó rất là giật, cho nên là nhiều người ở tỉnh ấy, người ta lên là người ta sẽ hỏi cái vấn đề là làm một cái xe vậy mất bao nhiêu lâu. Thì người ta đa số người ta đều muốn một cái xe làm lấy liền về trong ngày. Thực sự mình cũng rất muốn điều đó, mà bởi vì làm một cái xe về lấy liền trong ngày á, đầu tiên là mình sẽ ngày hôm đó mình sẽ được về kinh tế, đúng không? Nhưng mà khi mà làm mà lấy liền về trong ngày, ví dụ như cái xe này nó gặp những trục trặc có thể là xử lý được. Còn nếu mà không xử lý được thì sao? Ví dụ như xe này gặp trục trặc mình xử lý được, mình có đồ mình thay, mình thử, mình kiểm tra, vô bơm. Đó, thì cho chủ xe giờ được trong ngày. Hiện tại bây giờ là đang là 8:30 tối. Và bây giờ khi mà cái xe mà ấy xong á là nó êm, mà kêu là êm ngoài sức tưởng tượng, đúng không? Thì mình muốn gửi tới 500 em YouTube là một cái xe làm nó không có hề đơn giản, giống như là nó cũng sẽ rất khó khăn. Giống như là khi mà anh em mới tỉnh lên thì mình sẽ giải đáp những khúc mắc trước là làm cái xe vậy là sẽ bao nhiêu tiền. Thì khi mà một dòng thì sẽ to con tay 135, 4 số hoặc 5 số, mình chỉ máy 150 vậy thì chỉ máy sẽ là với giá là 12 triệu đồng. Rồi nhường do bộ phận kỹ thuật người ta vô người ta lắp ráp.
Thì khi bạn quay tôi nè, thì một cái xe Exciter chạy máy là sẽ 12 triệu. Xe này có làm thêm là cũ phục chẵn 3, hạ phục trước, làm phục sau 1,5 triệu, thay nhâm sinh dĩ tay con đĩa 1,6 triệu, thay một sợi dây con và thay ba cái bạn bánh. Tất cả đồ cũ mình sẽ trả lại cho khách mà mình bắt buộc khách phải đem về, không được để bất cứ đồ cũ nào ở đây. Nếu mà mình quên thì xin em nhắc giùm mình, vì có nhiều anh em là người ta để lại xong rồi người ta đòi hay gì đồ, mà thật sự mấy cái đồ này là chỉ bán dây chai thôi chứ cũng có làm được cái gì hết em. Nhiều khi bán là dây chai nó không thèm lấy luôn á, cho nên mình mong các bạn xem và hiểu thêm về cái nghề sửa xe là nó cũng không phải là dễ dàng vô lấy tiền khách. Giống như là hay đăng mấy bài lên thì có nhiều anh em vô nói là làm mắc làm rẻ cái gì đó, nhưng mà không phải, mắc rẻ không quan trọng bằng có thực hiện được cái xe như ý muốn hay không, và chế độ bảo hành như thế nào, hậu mãi ra sao, đó mới là điều quan trọng. Ví dụ giống như chiếc xe này nè, thì bây giờ là mình làm, anh chủ xe anh ngồi kia anh lấy liền trong đêm, thì anh chờ là từ 7 giờ sáng tới giờ là 8 rưỡi tối đó, mình cũng mệt, ổng cũng mệt, rồi ổng sẽ chạy thử thì mình sẽ xin cảm nhận sơ của ổng trước, còn ví dụ hay không là 10 ngày sau ổng quay lại căn chỉnh mình sẽ hỏi ý kiến ổng. Rồi đâu hỏi ổng thử thôi. Thấy trước khi sáng sớm tới giờ xe đang sao, giờ trước mắt là xe đang sao trước không? Trước mắt là thấy con là thấy phái con là nó nhẹ nhàng rồi đó. Con phái con trước chạy với tiếng máy là nó im hơn. Rồi. Thấy là em thì thầm không? Thì thầm. Rồi còn con là phái con đúng không? Rồi bây giờ 10 ngày sau đi mà con nhẹ mượt. Cái đó là thành bại tại kỹ năng, nó ráp mặt nhôm zin mà nó vẫn nhẹ, nó vẫn bay. Rồi bây giờ ví dụ như mình đi mà 10 ngày sau mà quay lại bắt đầu mình mén vốn mình chữ, con này cứ xì nhót xì nhau rồi bắt đầu quay lại mén vốn chữ hơn. Còn ví dụ vô tình 10 ngày sau được thì cho 500 em YouTube cảm nhận. Ok rồi, chào 500 em YouTube. Thì xe này bữa giờ chủ xe đi tuần, bây giờ là nó bị xì nhót thì tới canh chỉnh đầu lại, xong đầu xử lý nó xong đầu lấy nữa mình sẽ xin ổng một cái chút cảm nhận giờ cái xe này rồi như thế nào ha. Rồi chào mọi người. Rồi bây giờ là anh đẹp trai sẽ cho cảm nhận là bữa giờ đi mấy ngày rồi. Tuần rồi. Đi tuần rồi, giờ đi tuần thấy sao? Thấy nó cũng ok mà. Còn gì nữa mà nói cụ thể luôn, lên hết nhớp nhau xì đồ nói luôn chứ đâu mà. Bị gì với bị gì? Bị xì nhớt đó, không biết cái xì gì đâu luôn. Rồi giờ làm xì nhớt rồi, không lấy tiền. Rồi còn giờ đi ngon lành bình thường hết không? Bình thường có hơi nhất... lao, có yếu, có gì đúng không? Nhất sáng sao nó đời hơi chậm cháy á. Sáng đời khó nổ đúng không? Cái đó phải phục hồi bình xăng. Không liên quan tại mình làm máy không. Đó. Nhưng bây giờ nó miễn mình lên ga cái nó hơi dốc máy nè, có bị gì. Lên ga nó làm sao? Nó kêu kè. Bây giờ lấy nó chạy thử rồi hết. Rồi.